Ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bích Đào có địa chỉ tại số nhà 86, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tổ chức bán các sản phẩm nấm linh chi, hồng sâm trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng nước mắm và mì chính làm quà tặng, cùng sản phẩm nấm linh chi và hồng sâm được đại diện công ty giới thiệu là có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Tấm Lòng Mới, có địa chỉ tại tầng 2, số 59, Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng quận Thanh Xuân, Hà Nội, đội quản lý thị trường số 12 đã làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Bích Đào từ 9 giờ sáng tới 16 giờ chiều và không cho phép phóng viên tham dự. Đại diện cơ quan chức năng cho biết sự việc đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin.